Hello cả nhà, mình chia sẻ một món ăn từ sườn non chay. Sườn non chay mình xé nhỏ rồi cái mình đem chiên cho nó vàng nha cả nhà. Nước sốt thì mình để nước tương nè, đường và một tí tiêu và tương cà và một tí bột quế và một tí nước dừa. Mình nấu nước sốt cho nó sôi lên nha cả nhà. Thì theo gia đình của mình làm nhiều làm ít thì cả nhà nêm nếm cho vừa ăn nha. Nước sốt sôi lên thì mình để sườn non vào và trộn cho đều nha cả nhà. Cái món này mình ăn kèm với bún rau sống cũng rất ngon nha. Mình để bảo quản trong tủ lạnh cũng rất lâu nè. Mỗi lần mình lấy ra cái mình sơ cho nó nóng lên đó cả nhà là mình ăn nè cả nhà. Cuối cùng thì mình để đậu phộng vào hoặc là hạt điều cũng được nha. Mời cả nhà thưởng thức cùng gia đình mình nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Bye bye cả nhà.